tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mộng con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mơ sạch, rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, trước hết thay mặt những người làm phim, chúng tôi xin kính chuyển tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Và sau đây là đôi dòng về cuộc đời và sự nghiệp của ông Nguyễn Văn Bồi. Quê hương sâu nặng nghĩa tình là nơi sinh ra mỗi con người chúng ta. Quê hương có tiếng hát ẩu ơ của mẹ, du ta từ thỏ lọt lòng. Và tiếng du của mẹ vẫn đang đọng theo ta đi suốt cả cuộc đời.
quê hương cũng như người cha già đây. Thật bình dị, giống như cây tre khóm trúc, nhưng cũng rất cứng cỏi hiên ngang, đã vượt qua mọi phong ba bao táp của cuộc đời để nuôi ta khôn lớn và trưởng thành. Vậy mà thấm thoát đã hơn 60 mùa xuân, ông Nguyễn Văn Bồi đã hưởng cuộc sống trên cõi dương trần thế này. Cháu con những tưởng rằng ông sẽ còn khỏe mạnh, trường thọ trăm năm, để dìu dắt cháu con khuyên nhủ nên người. Nào ngờ đâu giữa những ngày mùa hạ năm 2020, tức năm Canh Tý này, ông Nguyễn Văn Bồi lại đột ngột lâm bệnh trọng. Mặc dù ông đã được vợ con rồi anh em con cháu cùng tập thể y bác sĩ đã tập trung vật lực tìm mọi cách cứu chữa đến cùng, nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo, ông không vượt qua khỏi. Và trái tim của ông đã vĩnh viễn ngừng đập vào lúc 20:45 ngày 23 tháng 7 năm 2020, tức ngày mùng 3 tháng 6 năm Canh Tý. Ông Nguyễn Văn Bồi đã thanh thản ra đi ở xuân thứ 62 của cuộc đời. Ông thanh thản ra đi khi nghĩa nước đã chọn, tình nhà đã vẹn, đẹp tình làng nghĩa xóm. Ông Nguyễn Văn Bồi, người hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng, nay không còn nữa. Lễ tang của ông được long trọng tổ chức theo nghi thức người hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, với sự hiện diện của dân làng, xóm phố, họ tộc cùng các đoàn hội. Ai ai cũng dành cho ông sự nhớ thương và lòng tôn kính đến khôn cùng. Quây quần bên giường bệnh, muốn gửi gắm tâm sự đôi điều trước lúc ông ra đi lần cuối cùng này. Cha kính thương ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển, để lấy thuốc cứu cha sống lại, thì anh em cháu con đây cũng nguyện xin làm. Nhưng cha ơi, sinh quá hạn, tử bất kỳ, sống ở trên cuộc đời này thì ai mà cưỡng được mệnh trời. Chỉ trách thay tạo hoa xoay vần tử thần nghiệt ngã. Cha kính thương ơi, cuộc đời của cha đã bao phần vất vả. Từ thỏa hàn vi, cha đã phải chắt chiu từng bát gạo củ khoai. Cha đã cùng mẹ con tần tảo sớm khuya nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con vẫn hằng mong ước cha mẹ được thọ trường cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Kính thương ơi, những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, vậy mà cha đã vội theo hầu tiên tổ. Tử và nhân dân trong thôn ngoài xã, nay là chúng ta cùng có Nguyễn Văn Bồi 250 về già, thì
Thời giờ này đã đến giờ làm lễ nhập niệm cầu siêu cho Hương Linh. Xin phép ban tổ chức cùng quý vị chúng tôi vào làm lễ dành cho thời gian để làm lễ cho được trang nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật. Nhà thiên tôn kính gia tam kính lễ thờ phương ba giới thượng trụ tam bảo. Nhà tam kính lễ thờ phương ba giới thượng trụ tam bảo. Nhà tam kính lễ thờ phương ba giới thượng trụ tam bảo. Na di mô vi thân tam miếu ba giới chúng sinh tam trụ tam của người dân đi lương thì đạo Phật ở nơi đây. Lễ nhập quan do nhà sư hay ông thầy điều khiển. Ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được tiêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hoa nơi tiên cảnh bồng lai, và cũng mong cầu cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho anh em con cháu, cho gia quyến được yên bề gia thất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con cúi đầu chỉ thấy đêm đen. Con cúi đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn. Cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con gần ơi, con cha và bây giờ đã đến giờ tổ
nghi lễ phát can tang. Một vị đại diện cho dòng tộc họ Nguyễn thay mặt cho dòng họ lên điều hành nghi lễ phát can tang cho anh em con cháu và những ai là người chịu tang ông Nguyễn Văn Bồi. Kính mời gia đình bà Ninh lên sân khấu. Xin kính mời ông Xuyên đại diện cho gia đình lên sân khấu. Xin kính mời gia đình ông Xuyên lên sân khấu. Xin kính mời gia đình bà Trần lên sân khấu. Xin kính mời gia đình ông Truyền lên sân khấu. Xin kính mời gia đình bà Hằng lên sân khấu. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, giờ này anh em con cháu trong đại gia đình đang lần lượt nhận những vành khăn tang trắng trên đầu để trả nghĩa đền ơn công sinh thành dưỡng dục của người ông, người cha vô vàn kính yêu này. Cha kính thương ơi, giờ đây khi áo khăn tang đã đủ đầy vọt vẽ, trước án thờ anh em cháu con xin làm lễ hôm nay, lĩnh áo khăn mà lòng đau muôn thuở, mỗi tấm khăn mang bao nỗi nhớ, công sinh thành nặng tựa cổ lao. Ôi giờ này cháu con đau đớn xiết bao, công cha mẹ suốt đời chúng con ghi nhớ. Vậy là mọi nghi lễ thủ tục về lễ khâm niệm cho ông, lễ phát khăn tang cho anh em con cháu giờ này đã xong. Tiếp đến là chương trình lễ viếng ông Nguyễn Văn Bồi. Trước khi vào tổ chức lễ kính viếng hương hồn ông, người vợ vô cùng thân yêu của ông muốn xin phép dân làng ít phút được kính dâng lên người chồng và kính dâng lên người cha của các cháu tuần hương kính viếng đầu tiên này. Mình ơi, ông Bồi ơi, nhớ khi xưa trong buổi thanh xuân, chúng mình đã sinh ra các con đêm ngày dạy dỗ, đường ăn lối ở, việc cửa việc nhà, lại lo bể nghi thất nghi gia, cho sum họp chúc mai mấy đoá, cương thường đạo lý, lòng của mình những lo hiếu thảo đền ơn, nếp tiệm cần mình hằng giữ sớm hôm, nay mới được ra đường cơ chỉ. Mình ơi, ông Bồi ơi, tấm lòng của ông ba lo bảy nghĩ vất vả trăm bề, cho vẹn toàn được nọ lối kia, tuy khó nhọc nhưng mình chưa thỏa giả. Mình ơi, bốc đâu do cả phút bẻ cành mai, hoa lìa cây rụng cánh tơi bời, mà yến lìa tổ hạ sang vỏ võ. Tôi tưởng rằng chúng mình sẽ còn khỏe mạnh, trường thọ trăm năm để dìu dắt cháu con khuyên nhủ nên người. Nào ai ngờ trăng lặn sao rời, mình lại vội về nơi Tây Trúc. Mình ơi, ông Bồi ơi, vậy là kể từ nay lấy ai chăm sóc ngõ cúc tường đào cho tôi đây? Hiu quạnh bọc ra vào trên cõi dương trần thế. Vậy là kể từ nay ngày chảy sáu khắc đêm vắng năm canh, tưởng phất phơ tay bóng hiện ngoài mảnh, chỉ thấp thoáng tay bóng hình của mình trên khói. Ông Bồi ơi, vậy là kể từ nay hiền mai dọi bóng, ra ngần vào ngơ, hết đợi, thôi chờ, nắng vẫn vàng hiu quạnh.
Mình ơi, ông Bội ơi, trước lúc mình ra đi tôi không biết lấy gì đưa tiễn. Với đạo lý nghĩa vợ tình chồng chăn gối trăm năm, tôi chỉ biết kính dâng mình tuần hương tạ từ lần cuối cùng này. Nguyễn Văn Bồi là Phật tử của bản hộ chúng tôi. Nay vì căn bệnh quá hiểm nghèo, Phật tử Phúc Danh Phúc Bình đã từ giã khó trần gian về dưới suối vàng. Văn bản hộ chúng tôi có tuần hương về, xin ban nhạc căn dành cho chi hội chúng tôi một phút mặc niệm bắt đầu. Được tin ông Nguyễn Văn Bồi 250 theo hầu tiên tổ, thì gia đình thông gia từ Quốc Oai Hà Nội cũng kịp thời trở về trước bàn nhang án thờ ông, lấy mọn lòng thành kính viếng hương ngọn ông. Vì chung cháu chung con mà không chung của, riêng nhà riêng phận mà nén sầu riêng. Nay chia tay ông, với tình nghĩa thông gia liên gia xin thắp một nén hương, lòng cảm động dưng dưng nỗi nhớ. Rồi ngày mai đây mỗi người một ngả, buổi biệt ly này đâu có trùng lai. Thay mặt ban tang lễ và gia đình xin tiếp nhận lễ viếng của gia đình thông gia từ Hà Nội, trở về kính viếng hương ngọn ông và chia buồn cùng tang quyến. Mời quý vị ra bản xây nước, anh em con cháu có lời cảm tạ. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi không cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dài đời,
Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mơ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vai trắng khăn tan. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn. Ngày 23 tháng 7 năm 2020, tức ngày mùng 3 tháng 6 năm Canh Tý, trái tim ông Nguyễn Văn Bồi đã vĩnh viễn ngừng đập. Ông hưởng thọ 62 tuổi. Nói về cuộc đời của ông Nguyễn Văn Bồi, trước hết chúng tôi muốn nói về cuộc đời của người con trung hiếu của quê hương Nam Bi, Tân Hòa, vô vàn yêu dấu này. Quê hương ơi, có từ bao giờ? Kính ơn mẹ Âu Cơ từ hồi sinh chăm trứng. Khi mà trời đất sinh ra đã có mưa có nắng, có cay đắng buồn vui lẫn cả khổ đau. Từ thuở ấy, trời đất đã không ở gần nhau, mà người ở lại đất vẫn là muôn thuở. Quê hương Tân Hòa của ông Nguyễn Văn Bồi cũng vậy, cũng như trăm miền làng quê khác trên dải đất này, cũng chưa đựng bao chuyện buồn vui đi cùng năm tháng. Mỗi người đều có một quê hương khác nhau, nhưng vùng quê nào cũng chưa đựng một nắng hai sương, cũng chịu chung cái cảnh mưa tháng 7 nắng tháng 3, cũng từ dòng sông êm ả đưa nước ngọt vào đồng. Xanh sang ngọt lúa vẫn hương ngát gió đồng, những cánh đồng đã gắn bó với người dân Nam Bi nơi đây. Trong đó có cuộc đời của ông Nguyễn Văn Bồi. Thank you.
ơn ông Nguyễn Văn Bồi. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình các quyến, tổng thể anh em chúng tôi trong ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc cùng các ban ngành, đoàn thể xã Tân Hòa vô cùng thương tiếc khi được biết tin ông Nguyễn Văn Bồi sinh năm 1959 là hội viên Hội Cựu chiến binh, hội viên Hội nông dân Môn Nam Y. Sau một thời gian lâm bệnh cọc, mặc dù ông đã được gia đình, anh em, con cháu tận tình chăm sóc cứu chữa, song do văn bệnh quá hiểm nghèo đã không qua khỏi, đã tạ thế và hưởng thọ 62 tuổi. Hôm nay anh em chúng tôi tới đây, trước hết xin gửi lời thăm hỏi, chia buồn và sẻ chia nỗi mất mát lớn lao này cùng với gia đình các quyến. Xin thắp tuần hương thơm, đặt vòng hoa thắm để tiễn biệt ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Cầu chúc cho hương hồng ông nơi suối vàng được yên giấc ngàn thu. Để tiễn biệt ông, đề nghị ban nhạc ca cùng anh em chúng tôi dành một phút mặc niệm. Bắt đầu. Quý vị, được tin ông Nguyễn Văn Bồi 250 theo hầu tiên tổ, đã có các tổ chức ban ngành đoàn thể, đại diện chính quyền địa phương, rồi bà con lối xóm, họ hàng nội ngoại tộc, các gia đình thông gia liên gia, bà con xóm láng gần xa lần lượt trở về dâng hương hoa kính viếng hương hồn ông. Đặc biệt có các cơ quan đơn vị, đoàn hội, trường học, doanh nghiệp, nơi con cháu và ông bà cư trú và công tác, mặc dù đường xa xa xôi công việc bận mải, cũng tranh thủ thời gian trở về chiếc bàn nhang án thờ ông, lễ mọn lòng thành kính viếng hương hồn ông, chia buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ơn nghĩa này thật là cao rộng, cháu con xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Vậy cái lời cho gia đình tăng môn
anh em con cháu chúng tôi kính xin ban tổ chức tang lễ xin cảm phiền các quý đoàn đại biểu sai gần về thắp hương bái biệt hương linh chồng cha ông chúng tôi một ít thời gian để gia đình anh em chúng tôi làm thủ tục cúng chuẩn hương báo ân bữa cơm tiễn biệt chốn trần an bữa cơm được tổ chức cử hành. Ai rẽ phận chốn hạ
Phật là thiếp, ông là chàng. Và chồng mấy đứa đến với nhà, có ông tơ, có bà nguyện cháu chắc chạy gái rẻ dầu
bốn phương lội ngoại, lấy hiệp thừa thế lương vũ tị linh, hợp đồng tâm thành tu thiết thương duyên đàm bạc, muối mặn rừng cây, để chọn đạo phụ thế để trả ơn cân sinh, thành dưỡng dục tròn nghĩa tình đệ huynh, trước khơi linh đông tự phúc thành huy nguyễn văn bồi. Đại vì tôi thiết thoại, tôi xin kêu thay lạy đỡ cho đồng gia tam môn, làm nữ từ tôi luôn thế đồng thanh chỉ âm trai cái rể du chỗ cách bốn phương, xa gần nội ngoại của ông, được xó cầu như nguyện, được sở ý như tâm, giờ tôi xin quân tình ông Nguyễn Văn Bồi, rộng hồn siêu phách lạc ông tam hồn, thật phách tôi xin quân nghinh ông, hay hội linh chiếc ưng tại linh ngờ sàng, để hiển kỳ lễ bạn chứng minh công đức. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thế giới đại từ đại bi, trước chân hương linh ông tự phúc huy nguyên văn bội, sớm được về chốn thiêu sao. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Để tâm quốc thái bình, tỉnh vũ thư huyền, tân hòa xã Nam Bi thôn, canh tí liên hạ thiên lục nguyệt, sơ tứ nhật tình chỉ kỳ thê lương, vũ thị linh trinh tiến phu lương Nguyễn Văn Bồi, hiếu vì kim thần trai chủ, cô tử Nguyễn Ngọc Bích, hôn tử An Thị Lương Giang, nữ tử Nguyễn Thị Lương, đế tử Lại Văn Trung, hợp đồng nam nữ tự tôn, đồng gia cam môn, hiếu vì tự xưng phục vì chinh tiến cố phù, hiện cảo Nguyễn Quý Công, quý Nguyễn Văn Bồi, tiền sinh ông quy y Phật tử, phụ dược bồ đề, yêu các bà giới, tự phúc thành, chân linh, nguyên mệnh sinh ư, kỷ hợi liên, nguyệt nhật nguội thời, đại hạn ư mệnh một, canh tí niên, hạ thiên lục nguyệt, sơ tam nhật vất thời, ông thọ trung lục thập nhị tuế, lấy trước hương linh của ông để chọn đào phu thê, để báo đền ơn công sinh thành dưỡng dục, chọn nghĩa tình anh chị em, đồng gia nam nữ tử tôn hôn tế, anh chị em trai gái cháu chắc rể dâu, bốn bên lộn ngoài, lấy hiệp thừa thê lương vũ thị linh, lễ móng tâm thành, tu thiết hương viên đàm bạc, đại vì tức được thiết hoài, tôi xin kêu thay lạy đỡ cho đồng gia can môn, bốn bên nội ngoại xa gần của ông, được sở cầu như nguyện, được sở ý như tâm, giờ tôi xin cung thỉnh ông tự phúc quý Nguyễn Văn Bồi, giờ ông hồn thiêu phách là ông tam hồn thất phách, tôi xin cung nghi ông hãy hồi linh tiếp ứng tại linh sàng, để hiến kỳ lễ bạc chứng minh công đức. Thôi chấp nhời tôi nguyện, chấp nhời tôi kêu ông sống khôn, ông thác thiên, ông bớt giận tận thương, ông về tiếp ứng chứng minh phù hộ tế độ cho đồng gia nam nữ tử tôn hôn tế, anh chị em trai gái rể đâu cháu chắc bốn bên nội ngoại xa gần của ông, hà thiên tam nguyệt tứ thời bắc thiết đầu năm chí quý xuân hạ thu đông, anh chị em xa gần của ông được mạnh khỏe, con cháu chắc bốn phương của ông được bình an, con cháu chắc của ông đi tươi về tốt, đi lên một về lên mười, đi gặp vạn sự lành, tránh được sự tai, điều lành ông mang về, điều dữ ông mang đi, cầu tài ông cho tài, cầu lộc ông ban cho lộc, cầu bình an ông chia cho được bình an, con cháu chắc bốn phương của ông được vô sự bình yên, nhà được yên, cửa được ấm, cháu chắc của ông được xanh cành lở ngọn, được xuân lai phúc đẳng, cầu chi được tất ứng. Tôi chấp nhời tôi nguyện, chấp nhời tôi kêu, tôi xin ông về chấp lễ chấp bái, con cháu tạ lễ cha nhị bái. Thank you.
con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình người. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha. Cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay mong rằng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng vui trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tâm cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Tổ chức lễ tang của gia đình xin trân trọng kính mời tập thể nhà tắc TAV có còn ngang vào kính viếng. Trân trọng kính mời ông bà tẩn dẫn các con cháu vào thắp hương kính viếng hơn ở đâu. Vâng thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Bồi mất đi, anh em con cháu họ Nguyễn họ Nội vô cùng đau đớn. Còn giờ này trở về kính viếng ông thì anh em con cháu bên ngoài họ Vũ cũng có kém gì đâu, bởi vì ai sinh ra cũng từ trong lòng mẹ.
mà nỗi đau này xin sẻ làm đôi. Hôm nay anh em con cháu họ ngoại, họ Vũ về đây thăm viếng một người. Một lần đi không bao giờ trở lại. Hôm nay nội ngoại cùng về thương nhớ nặng lòng. Phút ly tan ngập ngùi chia sẻ. Vậy là kể từ nay ông đã về cõi nhớ. Bên ngoại buồn đau khi vĩnh biệt một người. Giờ đây đứng trước linh sàng mà xin nhớ khôn nguôi. Nhờ hương khói để nói lời tâm huyết. Ông nằm đó chắc là ông sẽ hiểu. Bên ngoại chịu một phần đâu phải là ra. Vì mỗi một con người khi đã được sinh ra thì nội và ngoại nằm hai đầu nỗi nhớ. Anh ơi, ơi anh ơi, anh không nghe anh không nghe anh ơi. Giờ đi anh nghe anh nghe anh ơi. Vậy là ông Nguyễn Văn Bồi đã mãi mãi ra đi, không bao giờ trở lại. Nói về cuộc đời của ông, chúng tôi còn muốn nói về cuộc đời của người chiến sĩ cách mạng. Đất nước Lâm Trung, ông là những người đã có một thời để thương, một thời để nhớ. Đã có một thời gian khổ sống bên nhau, cho đất nước yên bình, cho hai miền nối lại. Khi mà cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ của dân tộc Việt Nam ta vừa hoàn toàn thắng lợi vào năm 1975, đất nước hòa bình không được là bao, thì đến năm 78, 79, 80 của thế kỷ trước, chiến sự phía Bắc, phía Tây Nam của Tổ quốc đã bùng nổ. Ông Nguyễn Văn Bồi lại là những người đã có mặt trong đoàn quân xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, để vào phía Tây Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên nước bạn Campuchia. Đã có những đồng chí đồng đội mãi mãi nằm lại nơi chiến trường xưa. Sau khi đất nước hòa bình lập lại, về với đời thường, tuy chiến tranh đã qua đi nhưng vẫn để lại bao nỗi đau, sự hy sinh mất mát quá to lớn cho mỗi gia đình, mỗi địa phương, mỗi dòng họ. Trong sự hy sinh to lớn đó, có bản thân ông Nguyễn Văn Bồi đây vẫn mang trên mình những vết thương chiến tranh để lại. Nhưng tàn không phế, với quyết tâm cao của người lính Cụ Hồ, ông Nguyễn Văn Bồi vẫn quây quần bên nhau trong hội thương bệnh binh quê nhà,
rồi hội cựu chiến binh quê nhà để chung vai gánh vác xây dựng quê hương ngày càng khang trang đổi mới. Tưởng rằng cuộc sống của ông rồi sẽ xuôi chèo mát mái, nào ngờ đâu mới bước sang tuổi 62 này, vết thương tái phát, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất cuộc đời của ông. Được tin ông qua đời, ban tổ chức lễ tang của thôn Nam Bi, xã Tân Hòa đã kết hợp cùng hội cựu chiến binh quê nhà rồi gia đình, dòng tộc long trọng tổ chức lễ tang của ông theo nghi thức của địa phương, nghi thức của người hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam, với sự hiện diện của dân làng, họ tộc cùng các đoàn hội. Ai ai cũng dành cho ông sự nhớ thương và lòng tôn kính đến khôn cùng. Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần nắng mưa không sờn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Người đồng chí đồng đội của mình qua đời, giờ này trở về trước bàn nhang ăn thở đồng chí là lễ viếng của hội đồng ngũ năm 1977
cùng với đồng chí Nguyễn Văn Bồi, trở về kính viếng hương hồn đồng chí và chia buồn cùng tang quyến. Bởi vì khi xưa đất nước lâm chung thì đồng chí Nguyễn Văn Bồi cùng các đồng chí đây, thế hệ nối tiếp thế hệ, là những người đã có một thời gian khổ sống bên nhau, cho đất nước yên bình, cho hai miền nối lại. Sau vảnh vàng trên mũ đã trải qua bao năm chờ đợi, và cách mũ tai bèo đâu nỡ tính những tháng năm, mà các đồng chí chỉ biết nối với nhau bằng cầu vai áo lính. Ngày trở lại thấy tóc mình điểm bạc, ta mới hiểu rằng đã sống tròn cho nhau. Hôm nay cùng cảm thông sâu sắc trước mọi nỗi đau, đồng chí Nguyễn Văn Bồi qua đời, thì các đồng chí đồng ngũ cùng chiến hào năm xưa lại trở về kính viếng hương hồn đồng chí và chia buồn cùng tang quyến. Đúng là tròn nghĩa nước non mà vẹn tình đồng đội. Để tưởng nhớ tới đồng chí đồng đội mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại, mời các đồng chí dành phút tâm linh tưởng niệm. Bắt đầu. Cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha, như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con, và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đông hết lũ thơm trên đồng, cũng chẳng hề đền đáp tình cha. Lời cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha, như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây đường dài sóng gió xa cười, cha vẫn là đuốc sáng hồn con, và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa,
lời cha cho con. Ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng, đong hết lu thơm trên đồng, cũng chẳng hề đền đáp tình cha. Lời cha trao con, xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha, như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vi như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Vậy là ông Nguyễn Văn Bồi đã mãi mãi ra đi, không bao giờ trở lại. Tuy cuộc đời của ông không để lại cho sử sách non sông đất nước được là bao, nhưng ông vẫn là tấm gương sáng để cháu con mãi mãi phải noi theo. Đến giây phút cuối đời, ông vẫn tỏ ra là người có nhân, có đức. Đúng là vầng trăng sắp khuất non rồi, dẫu chưa khuất hẳn vẫn ngời sáng trong. Mấy tháng gần đây, nhất là những ngày mùa hạ năm 2020 này, ông đã cảm thấy sức mình có phần sa sút. Đôi khi ông chỉ ngồi một mình mà thả hồn vào khoảng không tĩnh lặng, như nhớ lại những ngày qua. Nghĩ quá khứ đến buồn rơi nước mắt, nhưng ngẫm tương lai mà rạo rực niềm vui. Ông cứ nhìn xem con cháu đã đổi đời. Ông chỉ tiếc cho mình tuổi chưa cao mà sức đã kiệt. Những câu chuyện thuộc về quá khứ không mấy khi ông nói hết bằng lời, mà đều bị cắt ngang bằng tiếng thở dài. Đó là nhớ, đó là thương, đó là nỗi tiếc. Tiếc cho sức khỏe không còn nhiều để chăm lo cho con, cho cháu nhiều hơn. Chứng tỏ tấm lòng của ông là tấm lòng của người cha thật quý giá biết nhường nào. Có miếng ngon vắng con không ăn được, có tấm áo lạnh ông thường gói cất đi. Cũng chính là cuộc đời của ông đã đi lên từ thiếu thốn, nên ông càng kính trọng sự chắt chiu. Cả cuộc đời này ông chỉ biết trồng cây đức, giữ lòng nhân, dành trái ngọt cho đời. Vâng, chính những vảnh khăn trắng kia là kết quả sinh thành dưỡng dục của ông bà. Hiện nay các con, các cháu của ông bà đang học tập, công tác lao động trên mọi miền tổ quốc để làm đẹp cho đời, thì họ cũng phải hiểu rằng họ đều trưởng thành trong lời ru của cha, của mẹ. Khi ông Lâm bệnh trầm, vợ con rồi anh em con cháu cùng tập thể y bác sĩ đã tập trung vật lực tìm mọi cách cứu chữa đến cùng, nhưng không được. Đã là định mệnh thì không ai có thể tránh. Có lẽ chỉ còn có thuốc trường sinh con cầu vương mẫu chưa trao, thì bút chú tử nam tào sớm định. Con người cũng là vật thể quá nhỏ bé so với vũ trụ bao la này, một vật thể không bao giờ tồn tại vĩnh cửu được. Ông Nguyễn Văn Bồi đã phải khép lại vành mi mà từ biệt cuộc đời. Vậy là ông đã thanh thản cánh chim về cõi hạt, để ngậm ngùi hương khói kết trùng vân, và để cho họ mặc gần xa khách đến viếng thăm tiễn đưa người quá cố. Đó đây cháu con về cam chịu nỗi thương đau. Nỗi đớn đau lớn nhất trong cuộc đời này là phải chia ly
trong tang tóc. Nhìn ông ra đi lần cuối cùng này mà lạnh lùng, khắc khoải lạnh lùng trôi. Tôi cũng gần như thế được. Anh Lương bên là Quảng Hoa cũng được. Tôi cũng gần như thế được. Anh Thủy bên Pháp Hương cũng được. Hương hồn ông Nguyễn Văn Bồ, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình hiếu chủ cùng các quyến, hôm nay anh em chúng tôi là những người đang sinh sống ở khu vực dân cư sống mới, là nơi ông Nguyễn Văn Bồ đang sinh sống. Nhận tin anh không may qua đời, anh em chúng tôi về đây trước bên sảnh anh xin được đặt thắp nén hương thơm, đặt cỏ hoa tặng để tiễn biệt thương hồn một người trong khu vực xóm, để tiễn biệt thương hồn anh và cầu chúc cho anh nơi suối vàng yên giấc ngàn thu. Chúng tôi phép ban nhạc tang và gia đình cho chúng tôi dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt Nam quốc Thái Bình tỉnh Bố Thư huyện Tân Hòa xã Lam Bí thôn xóm sáu khu canh Tý Liên Hà Thiên Lục huyện Sơ Ngũ Nhật tình chỉ kỳ thế lượng Phú Thị Linh Trinh Tiến Phu Lương Nguyễn Văn Bồi Thiếu Vị Kim Thần Trai Chủ Phổ Tử Nguyễn Ngọc Bích Thôn Tử Phan Thị Lương Giang Cô Tử Nguyễn Thị Lương Tị Tử Lại Văn Trung Hợp đồng nam nữ tử tôn hôn thế đồng gia tam môn bốn bên nội ngoại lấy yếu vì tự xưng phục vì trinh tiến cố phù hiền khảo nguyên huy công nguy nguyên văn bồi tiền sinh đông quy y phật tử thủ điệp bồ đề yêu các ba giới tử phúc hành chân linh nguyên mệnh sinh như vị thọ thời ông thọ trung lục thập nhị tuế nay trước khâm linh ông từ phúc thành chân linh quý nguyễn văn bồi để cho đạo phụ thế để báo đền ơn công sinh thành dưỡng dục tròn nghĩa tình anh chị em thế lương phụ thị linh làm tử nguyên ngọc bích ngôn tử phan thị hương răng lữ tử nguyên thị lương thị tử lại văn trung nội tôn nguyên xuân bách ngoại tôn này huy khang ngoại tôn lại phương thảo đường huynh ngay gia đình anh chị thuyền thì gia đình ngay gia đình anh chị xuyên chắc gia đình tỷ ai gia đình anh chị sống thế gia đình tỷ ai chị nguyên tỷ xen gia đình muội ai gia đình em hằng tố gia đình đệ ai em khôi yên gia đình đệ ai em vũ minh quê gia đình tỷ ai anh chị trung lý hợp đồng nam nữ từ tôn luôn thế đồng gia anh chị em trai gái rể du cháu chắc bốn bên nội ngoại lấy hiệp thừa nhạc phục vũ huy cận đồng gia đa môn tâm thành tu thiết hương duyên đàm bạc muối mặn gừng cay để báo đền ơn công sinh thành dưỡng dục tròn nghĩa tình anh chị em trước hương linh ông tự phúc thành chân linh huy nguyễn văn bội đại vì tôi thuyết thoại tôi xin kêu thay lạy đỡ cho đồng gia tam môn làm nữ từ tôn luôn thế đồng gia anh chị em cháu chắc gái trai rể thơ bốn bên nội ngoại xa gần của ông được sở cầu như nguyện được sở ý như tâm giờ tôi xin vung thỉnh ông tự phúc huy nguyễn văn bội rộng hồn siêu bách lạc ông tam hồn thân phách tôi xin cung nghinh ông hãy hội linh tiếp ứng tại linh ngờ ràng để hiển vị lễ bạc chứng minh công đức Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thế giới đại từ đại bi. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy cho đến thời gian này, tuần cúng cơm, bữa cơm tiễn biệt đốn trần ai, bữa cơm cuối cùng cho người chồng người cha
người ông, người anh em của gia đình bốn bên chúng tôi đã được viên mãn. Vậy thay lời cho gia đình, một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh em cô dì chú bác nội ngoại đã về trước linh vị của chồng cha ông chúng tôi, tiếp duyên cầu phúc để người thân của mình được nhẹ quát tiêu dao, vãng sinh nơi an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Cha đi rồi, cha ơi, sao đi quá vội. Nhà mình giờ còn con với mẹ, em gái theo chồng nghe tin buồn lòng, khóc đứng khóc ngồi. Nay thành mồ côi, cha chẳng còn về như những buổi chiều, mẹ vẫn ngồi chờ bên mâm cơm rau. Gió cuốn lá đa lá rơi thềm nhà, mắt mẹ nhạt nhòa con thấy xót xa. Cả đời cha là gia đình nhỏ, mưa nắng dại dầu hun hút mắt sâu. Một mình cha giữa đời xuôi ngược, nay gối mềm úp mặt cha đi. Đời ai cũng trải qua, sinh tử một lần, sao ngăn được dòng nước mắt khi xa lìa tình phụ thân.